Chào tất cả các con. Các con xem hôm nay cô đem đến cho chúng mình điều bất ngờ gì nhé. Hôm nay cô sẽ đem đến cho các con một điều bí mật. Đó là một bức tranh. Các con sẽ cùng xem đó là bức tranh vẽ gì nhé. 2, 3. Đây là bức tranh vẽ về cầu vồng. Để vẽ được cầu vồng đẹp như bức tranh của cô, các con hãy chú ý xem cô hướng dẫn vẽ nhé. Để vẽ được cầu vồng thật đẹp, các con nhìn cô hướng dẫn nhé. Cầu vồng thì có 7 màu: đỏ, da cam, vàng, lục, lam, tràm, tím. Vì thế cô sẽ vẽ 7 màu của cầu vồng trên một tờ giấy trắng này. Các con nhìn nhé. Đầu tiên là màu đỏ. Cô sẽ lấy bút chấm vào màu đỏ và vẽ một đường cong giữa trang giấy. Tiếp theo là màu gì nhỉ? Đỏ rồi đến da cam. Cô sẽ chấm màu da cam vào. Và bây giờ chúng mình nhớ này, cầu vồng thì các cái dải màu sắc nó sẽ lần lượt và đặt sát cạnh nhau. Vì vậy các con nhớ là đến khi các con vẽ màu cam thì các con lại đặt bút vào sát với cái vạch cầu vồng màu đỏ mà các con vừa mới vẽ. Các con nhìn thấy chưa nào? Màu đỏ này, màu da cam rồi đến màu vàng. Tương tự như vậy, cô lại đặt bút để sát vào đường vạch da cam vừa vẽ. Vậy là cô đã được một vạch màu gì nữa hả các con? Vạch màu vàng. Đỏ, da cam, vàng rồi đến màu lục. Màu xanh lục hay còn gọi là màu xanh lá cây. Cô sẽ lấy màu xanh lá cây và lại vẽ sát với vạch màu vàng các con nhé. Sau khi đã được 4 dải màu, vậy thì cầu vồng còn thiếu 3 dải màu nữa. Đó là những dải màu gì nhỉ? Đỏ này, da cam rồi này, vàng rồi, lục rồi, hay còn gọi là xanh lá cây rồi. Bây giờ sẽ là màu xanh da trời. Cô sẽ vẽ màu xanh da trời. Màu xanh da trời vào sát với dải màu xanh lá cây. Con nhìn thấy chưa? Vậy là cô sẽ đã được dải màu thứ 5. Bây giờ đến màu xanh lục. Cô xin lỗi, đây giờ là đến màu xanh lam. Màu xanh lam là màu xanh đậm đây này các con này. Khi cô chấm màu vào bút thì các con nhớ là chỉ chấm một ít trên đầu bút thôi. Và cũng tương tự như những lần vẽ các dải màu khác của cầu vồng, chúng mình lại đặt bút sát vào với đường màu trước. Và cứ thế các con vẽ tiếp dải màu thứ 6 của cầu vồng. Vậy là đã được 6 dải màu của cầu vồng rồi. Còn màu cuối cùng là màu gì nhỉ? Đó chính là màu tím. Cô lại đặt bút vào màu tím và cô đặt bút sát vào với vạch màu lam vừa vẽ trước đó. Cô nhẹ nhàng vẽ tiếp cho đến hết. Vậy là cô đã vẽ xong cầu vồng rồi, các con có thấy không nào? Cầu vồng rất sặc sỡ và có đủ 7 màu sắc trên dải màu cầu vồng, đó là đỏ, da cam, vàng, lục hay còn gọi là xanh lá cây, màu xanh da trời hay là màu tràm, rồi đến màu lục, rồi đến màu tím. Các con có thấy cầu vồng của cô đẹp không nào?
Chúng mình có thể dùng bức tranh cầu vồng này để trang trí cho bàn học của chúng mình thêm đẹp nhé. Cô hy vọng là tất cả các con cũng vẽ được cầu vồng giống như là cô. Vậy là cô đã hướng dẫn các con vẽ xong bức tranh cầu vồng rồi đấy. Bạn nào cũng vẽ được những bức tranh của mình rất là đẹp. Cô khen tất cả các con. Vậy là chúng mình đã xé dán xong bạn cá vàng rồi đấy. Cô chắc chắn rằng tất cả các con đều xé dán bạn cá vàng đẹp như cô đã hướng dẫn. Hy vọng là các con sẽ sử dụng bức tranh chúng mình vừa làm để trang trí cho nhà của chúng mình nhé. Bài học của chúng mình hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại tất cả các con trong những bài học lần sau. Xin thân ái chào tất cả các con.